sống chạy đêm hay không cũng chào nha nghe sớm nghỉ thiệt cũng mớ giờ cho tôi bắn nướng nhậu chơi góc đồng miền tây nhậu cá lóc gì không không có nhậu cá bự đi cho nó tưởng tưởng tưởng, tưởng nó ngục dĩ đó đó hơn một năm nhiều đây nè thằng lính đâu đâu tốt thằng lính đâu đâu thằng gì ở nghĩa á ngâm luôn quả cá luôn vô vụ vụ sầu đâu chơi nguyên một canh luôn sầu đâu luôn đậu vô mấy lan là chơi nguyên canh chứ không á lóc nước chấm với ớt cái rồi cái cà mâm rau rồi lấy gầy cái ly nữa sao luôn rồi ai ai cái lỗ gió sao luôn một mình gió ai à, ai ai à? Ai đâu ai đâu sao nó tới có nghĩa làm về ly chơi cá lâu kiến ông chung là hết hết cá gì còn hết hết thôi nghỉ không bằng biến rồi hôm bằng mấy cá lóc khô khô rồi chắc ăn với chuối già ăn với chuối xiêm được rồi nước nhiều còn nước hay gì cái này tôi nói đi qua bánh thiệt đừng có lội xuống với dũng sâu bánh lúng chết mà đi ở trên khô á chị thiệt nó mấy cái dấu giò á tôi lội tôi chỉ vô đó có cá lóc loại có cá lóc đó tại vì nó cạn rồi tại vì nó có cái đường nó lóc hơn mấy cá không? Nó, nó có cái đường nó lóc lên nằm ngay chân dấu giò đó, đó thì lại nó chích ngay đó là lụm con à không phải lội khơi khơi mà ông chung cãi hoài vậy đó cứ lội xuống cái dũng sâu hoài quá trời mồi luôn có mấy người mà ông vô ngồi đây hả coi còn một mâm nếu nó kẹo mồi ơi làm liền anh Tư ông kẹt ông làm gì rồi còn mò hơn tôi nữa trời tôi mà nhậu tôi làm chịu nhậu mau mà tôi mang trong nhà mà có chuyện nhậu làm lâu cũng chết tôi nhậu mà tôi làm mau cơm nước rồi có vợ con cho nhậu vậy đâu rồi tới điên nó đủ á sao kêu nó lên nó không nhậu thì ăn chứ nó sợ hồi kêu biểu nó ẩm á nó sợ nãy tao nói cái nó còn quả hột bỏ chạy về chết nữa đi qua đi xịt nhậu đó hả? Mời gì ta chát đi qua vậy? Cá đồng đó, cá nhà người ta đó trời. Ở đây là miền Tây nó nhậu vậy không à, nhậu là nguyên mâm vậy không đó. Tới nè ca. Tôi với mày đi. Ừ. Nó vô vậy nó tối rồi thịnh quá. Nhân nhân ơi. Còn nhân nha. Làm mấy miếng cá lóc đồng á. Cái đầu nó ngon không? Tôi lấy vò vò nước cho tôi xúc mang cho ngồi. Trời ơi tôi ngâm luôn một cái tí muối nữa đó rồi. Mà ý tôi nói xúc cái đi, không xúc là nó xịn. Nó xịn. Tôi về tôi ngâm nước muối rồi rửa nước trong lại sạch sẽ hay không? Mình ăn mình bằng mình ăn cho ai ăn mình phải bằng cho kỹ kỹ chứ. Kỹ. Nó đâu phải như người bằng bán đâu. Để lấy cái thổi tôi. Đây. Rớt cái miếng nước mắm đây. Thấy quá ngọt rồi nha. Mắm trong á. Tôi đi chỉ ông đi rót ngoài tôi. Đó. Cô ông ấy đó. Mắm hồng mắm bún đó. Cháu đó. Mắm đó. Không vũ vợ quá mà đậu ngoài sao à. Không vũ vợ nhậu. Thôi. Một bên kia kìa. Ông Nhân á, ông ấy ngồi đây nè. Bữa Tây Mùng Khánh mà không nhậu nữa mà mốt nữa chơi Tây Mùng Khánh luôn. Lại quay lên ha. Đang lên ha. Ăn đi Lộc. Để hồi đủ hơn không ăn rồi hồi là nghỉ ăn luôn á. Đúng rồi, vô mấy gì đậu ăn ăn thôi chứ hồi đó ăn. Ly vụ rồi, gió Tây Mùng Khánh ly chạy vào cái rồi. Vô mình lên đúng trước cái rồi. Vô mời cả nhà, mời cả nhà nhậu nha. Tại nhiều chứ hả, kiểu này đậu xương nha. Ôi khoái nước mắm trong mà quên, tôi không có chịu tôi gặp mắt tôi sợ. Tới đây đại ca làm ăn trời vô luôn nè.
đổ chơi là không ai nữa hả? Không ai đâu nữa. Chuyện đâu? Vậy còn làm cơm cho bà. Mình làm để chanh chua. Nó muối thêm em. Đợi nó còn khủ muối đó, không nên không để thêm. Hú qua đắng, hú qua đèo. Anh thân em không quản giàu nghèo. Không nhậu không. Nói xong cũng loại quản đèo cũng qua mà. Dạ, yeah, trên nó bếp còn con dĩ nữa kìa. Qua cái dĩ chào. Còn này dĩ nữa. Dĩ cái lóc nữa. Tôi nhậu tôi ăn hết dĩ rau nè, sáng thấy ghê đó. Thôi. Còn nhậu không ăn được gì hết trơn, sáng muốn chết á, đi nhậu không có gạo luộc, rồi bọn gì nhậu đám á, ăn không có được gì hết trơn. Bây giờ tôi đi vô đám rồi là tôi chơi đi cái quất á. Nhậu mà nguyên đi nhiều khi bậy không mà nhiều khi cái chén lại không hết rồi hồi ta gấp sao ta để ra hồi ta bưng sao cái này con này có út tú đây nè còn nè vô đây chạy bánh vô xe cho còn chạy bánh vô xe đi rồi con rồi con chỗ này không có ăn hả? Vậy rau thấy băng thú ở xe băng quen con hả? Ừ. Đi học với mấy người dài à rồi. Ai ủi nó không biết nữa rồi tóc trắng ba kêu nó chạy tóc ba rồi ông con ông là hết học kỳ 1 với năm lớp 11 nó mới 17 tuổi rồi dài bữa nó biết trời ơi gặp đạt đủ gì đó con anh đủ gì đó tôi nói ông cãi tôi hoài mà ông cứ nói hoài hồi xưa nó khác thằng đạt nó chạy à mà cái cãi đó nó khác ta nói mà cứ cãi không à bây giờ cái lực bây giờ nó khác mà ông cứ ngó hồng không cãi hoài bây giờ ghét lính luôn không có nữa hồi trước là nó vụ xe đạp điện này mới ra là chỉ là mua cho học sinh nó chạy xe 50 để cho học sinh nó chạy nhưng mà bây giờ 16 tuổi mới cho chạy đủ quá trời nó chạy đi rồi đâm ra giờ đủ tuổi mới cho chạy đúng rồi đủ 16 mới tuổi mới cho chạy mấy anh tôi rồi đó cũng đi học lớp bự cũng 50 chạy chạy cày đó có gì đâu là năm lớp 10 bây giờ không có đủ tuổi đó. Đó bây giờ không có đủ tuổi đó con ta chạy đủ tuổi đó 50 đó đã đủ 16 rồi đó, giờ nó khác gì xưa rồi mấy anh học gì với anh ông hả lớp 10 rồi vậy thì ta con học trẻ rồi sao nói tới đủ 16 rồi được quyền chạy rồi thay đổi thì đúng đủ 16 ông đẻ sao mà đủ bây giờ dáng này là 16 tuổi ông chạy không được nữa nè đúng rồi tại con tuổi đẻ là tháng 9 đó tháng 9 đó mới đúng 16 tuổi đó chính này đó đúng rồi chính này ông mới còn mới 15 tuổi à ông lụ mẹ hút 1 năm nữa phải làm mấy nữa chú học đủ tuổi lật bây giờ nó vậy cũng rồi đó mày tôi cũng rồi đó ông nội tôi mới vô đó mình đi tới anh trao với cái này mình tới gì lủng chứ mời nhà liền nữa nha nãy giờ sớm thì trong có nhiêu nữa bài cái nhà đi nghỉ đã nghỉ rồi cứng đầu chạy ra cứng đầu tay hết hai cái đầu đây không biết đường nào cứng lúc nào cũng cứng hết nổi chạy mà hết nổi rồi bỏ rồi à, cái nhậu này cứng đầu đi hôm nay dễ biết lắm đi cà đơ là hết nổi là bỏ đồ cái gì quên cái gì nhậu với ốc của thảm vậy hả con cái còn cái rồi đi có sao cái đầu nặng sao cái đít cái này đưa tiền tụi nhớ không vậy trời còn có này tôi làm chứng nha này có anh em làm chứng cho nha ngon cơm đâu không còn ngày nữa lại còn bữa 30 cái gì không ơi 30 ngày rồi nghỉ tới giờ luôn có làm đâu nữa không có làm nữa phải không anh em hai gâu nhiêu đây nha tạm biệt cả nhà hàng ngày hỏi cái nha nào nó lại có ăn đủ mẹ nó chưa lại rồi lấy gì có ăn